Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi video nhà bán trên kênh Thiện Đất, Bán Nhất Đất Hà Nội. Một căn nhà ở khu phố Trung Hòa Nhân Chính mới xây, tầm giá hơn 3 tỷ. Nó sẽ là nội dung chính trong video của Thiện ngày hôm nay. Kính mời các cô chú anh chị sẽ cùng ở lại màn hình và cùng theo dõi nhé. Vừa rồi thì quý vị đang xem là mặt tiền và đây là mặt bằng tầng 1 của nhà mình. Về cái vị trí thì nhà nằm tại phường Nhân Chính thuộc quận Thanh Xuân, gần với ngã ba giao cắt giữa Hoàng Ngân và Quan Nhân, gần với đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Ngọc Vũ. Nói đúng ra thì đây là khu vực giáp ranh giữa ba quận. Ở phía trên là quận Cầu Giấy, ở phía dưới là quận Thanh Xuân ngã tư Sở. Bên này sông thì là Đống Đa với các phố như là Yên Lãng, Đường Láng, Thái Thịnh, Thái Hà. Nhà này thì cũng nằm gần với cả Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thuận lợi di chuyển đến khu vực Trần Duy Hưng hay là Đại học Lao động Xã hội. Thửa đất này thì có mặt tiền rộng ngang, chiều ngang là 3m6. Nhà thì vuông vắn hướng Đông Đông Nam, nhà xây mới hoàn toàn. Về cái vấn đề pháp lý của nhà thì có đầy đủ, bao gồm là sổ đỏ riêng chính chủ này, giấy tờ xây dựng hợp pháp này, không có tranh chấp, không có quy hoạch, không bị ngăn trở giao dịch dưới bất kỳ một hình thức nào. Nhà được xây tổng thể là 5 tầng, xây khung bê tông cốt thép và thiết kế là mỗi tầng một phòng. Nhà vệ sinh thì có ở từng tầng. Xin nhắc lại một điều để quý vị nhớ, đây là một căn nhà mới, mới xây, nhà mới hoàn thiện và chưa có ai ở cả. Nhà xây mới hoàn toàn, chứ nó không phải là nhà cải tạo sửa chữa, nên là chúng ta ở rất là yên tâm. Bất động sản này hiện tại đang được chính chủ mong muốn giao dịch ở mức giá là hơn 3 tỷ. Giá cụ thể, giá cập nhật mới nhất thì em xin ghi ở phần mô tả nhé. Giá có thương lượng thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên là bên bán và bên mua. Đây, phòng ngủ nhà mình thì nó sẽ trông như thế này. Có lắp đặt các thiết bị xịn sò rồi, có tất cả các đường chờ cần thiết. Chúng ta chỉ việc về ở ngay thôi. Như vậy thì em Thiện cũng đã nói qua một số thông tin cơ bản về căn nhà nằm tại địa bàn Nhân Chính gần với đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Nhà có hướng Đông Nam, mặt tiền là 3m6, xây mới hoàn toàn. Nhà này xây 5 tầng, giá là hơn 3 tỷ, có pháp lý đàng hoàng, có sổ đỏ riêng, chính chủ, có thể sẵn sàng mua bán giao dịch ngay. Để có thể xem và chọn mua nhà Hà Nội, thì kính mời quý cô bác anh chị liên lạc trực tiếp em Thiện. Số máy của em là 0962802792. Bây giờ thì em xin được trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại cả nhà ở những bất động sản tiếp theo. Xin chào.